Thưa các bạn, được là làm quay video để test giới thiệu các bạn những các cái đĩa nhạc ấy thì nó cũng đòi hỏi là phải làm rất là cầu kỳ công phu, từ setup hệ thống đến ánh sáng. Như các bạn nhìn thấy, chúng tôi phải làm rất nhiều ánh sáng, thế rồi là chọn một cái hệ thống âm thanh phù hợp để làm sao giới thiệu được cho các bạn cái đĩa nhạc ấy nó hay nhất, và cũng phải nghe thử, thế rồi là test. Các em nó cũng giúp tôi rất là nhiều. Tôi cũng nhân tiện đây thì cũng chia sẻ với các bạn là quá trình làm nó cũng rất là công phu, và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi quay bằng những cái điện thoại iPhone và có những cái micro chuyên dụng để ghi âm, cho nên nó không thể tốt như ở trong cái phòng thu chuyên nghiệp là có các cái hệ thống tiêu âm, cách âm, rồi những cái máy thu, máy phát, đó là chuyên nghiệp. Cho nên là Khang Audio làm ra những cái sản phẩm này rồi cũng rất là thực tiễn, từ thực tiễn làm quay với cái tấm lòng của mình để chia sẻ với các bạn những cái thước phim. Thì mong rằng là các bạn ủng hộ và chia sẻ cái cách làm của Khang Audio đến mọi người, và thấy nó thú vị thì mời các bạn đăng ký cái kênh của Khang Audio để các bạn đón nhận những các cái video mới nhất của Khang nhé. Khang Audio xin cảm ơn các bạn những các cái phút giây thư giãn này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.